Chào mừng quý vị và nhiều bạn truyền hình Lira Sài Gòn TV theo dõi phần tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây là một thời sự trong tuần của bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng với tựa đề Bao giờ làm phát mới ngưng. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, trong một thời sự trong tuần ngày hôm nay thì nghị sĩ John Barrasso, Cộng hòa của Wyoming đã kết án chính sách của chính phủ Biden làm cho dân Mỹ bị ngập lụt trong lạm phát. Nếu lạm phát ngưng lại, Nhờ bệnh Covid không còn tác hại và nếu kinh tế hồi phục khả quan thì ông Biden may mắn. Cuối năm ngoái, giá sinh hoạt tăng lên nhanh, ông chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ còn dè dặt không tăng lãi suất. Ông nghi rằng lạm phát sẽ giảm bớt khi mà bệnh dịch nguôi bớt và các xí nghiệp mở cửa lại, công nhân sẵn sàng đi làm và các đường cung cấp tiếp liệu chạy thông hơn. Tăng lãi suất sớm quá có thể khiến cho kinh tế không được hồi phục. Nhưng mà ngày thứ năm vừa qua thì Bộ Giao lao, động công bố tỷ lệ lạm phát đã lên 7.5%, cao nhất kể từ năm 1982. Ông Jerome Powell đã phải tăng lãi suất trong phiên họp hội đồng tiền lệ tháng 3 và tháng 5 tới. Báo Wall Street Journal cho biết, ông James Bullard là một thành viên của hội đồng thì nghĩ lãi suất cơ bản có thể tăng 25% cho tới 50%. Các bà nội trợ đã nếm mùi lạm phát từ cả năm nay rồi. Giá xăng, giá rau, đậu, thịt cá đều lên, giá thực phẩm tăng 7%, đi ăn tiệm còn phải trả thêm 8% vì lương nhân viên phục dịch cao hơn. Ông Ryan Sweet là nhà kinh tế của Moody's Analytics tiên đoán năm nay nhiều gia đình sẽ phải chi thêm 250 đô la cho mỗi tháng so với năm 2019 vì mọi thứ đều lên giá. Bao giờ cơn sốc lạm phát sẽ nguôi bớt? Nhiều người hy vọng khi bệnh dịch thuyên giảm thì giá sinh hoạt sẽ không tăng nữa vì các nhà sản xuất làm việc trở lại, cung cấp đủ cho người tiêu thụ. Nhưng khi nhìn vào thành phần các thứ hàng đã tăng giá, thứ nào tăng nhiều nhất và bao giờ mới ngưng, thì thấy nạn lạm phát kỳ này còn tiếp tục khá lâu. Trước hết là giá xăng. Một người Mỹ trung bình tiêu tiền đổ xăng gấp nhiều đôi so với lại năm 2019. Và trước khi có bệnh dịch Covid-19, giá xăng lên sẽ đẩy chi phí chuyên trở lên thiến cho các mặt hàng khác cũng phải tăng giá. đồ dùng trong nhà, bánh xe hơi, quần áo, thuốc men tất cả đều leo thang. Khó một cái hy vọng giá xăng sẽ đi xuống vì xăng dầu ở Mỹ cũng tùy thuộc vào thị trường dầu của thế giới. Có một hồi nước Mỹ dư xăng dầu đã đem xuất cảng và nhờ phương pháp mới hút dầu từ các khe đất đá tại những mỏ dầu cũ. Bây giờ thì nguồn cung cấp đó đang cạn dần. Covid 19 nhẹ hơn, nhu cầu dầu lửa tăng lên nhưng các công ty sản xuất không đầu tư, tìm tòi, khai thác các mỏ dầu mới trong hàng chục năm, làm cho giá dầu xuống thấp. Phần lớn các mỏ dầu hiện chưa hoạt động trở lại bằng năm 2019. Mùa hè sắp giá xăng còn tăng và lạm phát sẽ tiếp tục. Cùng với giá xăng, chi phí về điều tiền điện của dân Mỹ cũng sẽ tăng lên nhanh kể từ năm 16 năm qua. Ở Mỹ, một trong những thứ lên giá thúc đẩy và lạm phát cao hơn là thị trường xe cũ. Xe hơi bây giờ gắn rất nhiều bộ phận điện tử, giống như là những computer nhỏ. Và các công ty Mỹ sản xuất xe phải giảm bớt hoạt động khi mà thiếu những con chip điện tử nhập cản từ nước ngoài. Các nhà sản xuất ở Mỹ không muốn chế những loại hàng rẻ tiền đó nữa và không thể mua xe mới, nhiều người đi tìm mua xe cũ. Trong tháng Giêng của năm 2022, giá xe cũ tăng hơn 40% so với một năm trước đó. Mùa hè thì dân muốn đi du lịch cũng sẽ mua xe nhiều hơn áp lực của giá xe cũ lên trên giá sinh hoạt hy vọng sẽ giảm và khi đường dây cung cấp chip mở lại bình thường. Khi tính toán tỷ lệ lạm phát, một thứ giá cả rất là quan trọng đó là chi tiêu về chỗ ở. Tiền thuê nhà là một món chi phí lớn trong ngân sách của gia đình, chiếm tỷ trọng 1 phần 3 khi tính chỉ số giá sinh hoạt. Quý vị đang thuê nhà hoặc là đang muốn mua nhà sẽ lo lạm phát lên cao trong thời gian tới. Giá một ngôi nhà trung bình ở Mỹ lên tới 346.900, tức là tăng 17% trong năm qua. Theo Hội địa ốc toàn quốc, tức là National Association of Realtors, việc xây các nhà mới gặp trở ngại vì đường dây cung cấp vật liệu tắc nghẽn và khó kiếm được công nhân. Giá nhà và tiền thuê nhà đã tăng lên đều đều kể từ khi có dịch bệnh. Nhiều người trẻ có việc làm muốn ra riêng để mà tránh mang vi khuẩn về lây sang cho bố mẹ. Nhiều người đang chia nhau sống trong một căn nhà hay là một căn hộ cũng muốn tách riêng cho đỡ lo bệnh. Trong năm 2021, có thêm gần 1 triệu rừng rưỡi người ở ra ở riêng. Và những người làm việc văn phòng ở những thành phố lớn đã có dịp làm việc ở nhà, không cần tới sở. Nhiều người ra ở vùng ngoại ô, thuê nhà ở tạm. Những người này thường sẵn tiền, họ chấp nhận giá thuê cao, đẩy những người lợi tức thấp đi ra ngoài. Theo nhật báo The Wall Street Journal, trong 3 tháng sau cùng của năm 2021, chỉ có 5.6% các căn hộ cho thuê chưa có người ký mướn, là tỷ lệ nhà trống thấp nhất kể từ thập niên 1980. Tình trạng này khó kéo xuống trong thời gian tới vì chủ nhà thường đòi hỏi người thuê phải ký những hợp đồng dài hạn. Theo báo The Washington Post, giá thuê nhà tăng trên toàn quốc. Một căn hộ trung bình nay phải trả tới 1.877 cho mỗi tháng, 14% cao hơn năm ngoái. Tại các thành phố lớn như là Austin, New York và Miami, giá thuê nhà tăng từ 30 cho đến 40%. Giá xăng và giá nhà sẽ làm cho tỷ lệ lạm phát khó đi xuống trong thời gian tới. Mặc dù kinh tế nước Mỹ đang hồi phục mạnh, trong 12 tháng qua, kinh tế Mỹ đã tăng thêm gần 7 triệu công việc làm mới và lương công nhân cũng tăng 5.7%. Phần lớn các nhà kinh tế tin rằng lạm phát sẽ thuyên giảm khi hệ thống các đường cung cấp tiếp liệu được giải tỏa, công nhân hết sợ bệnh sẽ đi làm trở lại. Nhưng không ai biết là các biến thái mới của vi khuẩn Corona sẽ còn hoành hành nữa hay không. Và đáng lo nhất là dù bệnh dịch thuyên giảm lạm phát sẽ còn kéo dài, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ. Một cuộc nghiên cứu của tổ chức nghiên cứu gọi là Conference Board đã phỏng vấn 133 CEO, những người đứng đầu của các công ty lớn ở Mỹ. 3 phần tư nghĩ rằng lạm phát sẽ còn tiếp tục, dù ngân hàng trung ương tức là Fed tăng lãi suất. Lý do chính được nêu ra là hệ thống tiếp liệu sẽ còn tắt nghẽn. 3 phần tư các người được phỏng vấn cho biết công ty của họ sẽ tăng giá, Hội Liên hiệp các doanh nghiệp độc lập là National Federation of Independent Business cho biết, có gần một nửa, tức là 47% các hội viên nói sẽ tăng giá trong 3 tháng đầu năm 2022. Có thể đoán trước rằng, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất trong phiên họp tháng 3 sắp tới và sẽ còn tăng thêm ít nhất hai lần nữa trong năm nay. Chưa biết là các biện pháp tiền tệ này sẽ đẩy lùi được cơn sóng lạm phát hay không. Nhưng ai cũng thấy trong kỳ bầu cử quốc hội năm nay, dân Mỹ sẽ phán xét chính phủ Joe Biden trên tình trạng giá sinh hoạt lên cao. Và ngay bây giờ, nghệ sĩ John Barrasso của Cộng hòa Miên đã kết án chính sách của chính phủ Biden làm cho dân Mỹ bị ngập lụt trong lạm phát. Nếu lạm phát ngưng lại, nhờ bệnh Covid không còn tác hại và nếu kinh tế phục hồi khả quan, thì ông Joe Biden thật là may mắn quý vị vừa theo dõi một thời sự trong tuần trong ngày hôm nay qua bài viết của tác giả ngô nhân dụng trình bày trước máy đỗ tân khoa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới